Tâm xin chào tất cả mọi người. Vào những ngày cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh thường có những cái sự kiện văn hóa hết sức là đặc sắc ngay khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thu hút rất nhiều người dân thành phố cũng như những vùng phụ cận cũng đến xem. Đó là vào trong 3 ngày 3 Tây, 4 Tây và 5 Tây tháng 12 năm 2022 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra những cái hoạt động văn hóa hết sức đặc sắc. Thu hút rất nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến đây để chiêm ngưỡng, tham quan. Đó là chương trình khai mạc lễ hội thành phố Hồ Chí Minh điểm đến của chúng ta, giao lưu văn hóa vùng miền cũng như là các nước trên thế giới. Và đông đảo người dân thành phố cũng như gia đình cũng đã ra đây để quay phim, chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm đẹp. Vì đây là một cái chương trình hết sức là quy mô, có sự góp mặt của rất nhiều các nước bạn cùng tham gia. Đường phố rất là đông đúc, nhộn nhịp, vui tươi. Sau những năm bị dịch Covid, thành phố bị đóng cửa, đến nay có thể nói đây là một cái chương trình sôi nổi nhất kể từ khi dịch Covid kết thúc. Cho nên người dân thành phố rất là náo nức ra đây để tìm lại cái không khí vui tươi. Và Tâm thấy trên đường phố có những hoạt động rất là vui, cũng như các bạn sinh viên cũng hóa trang thành những mannequin, những cái tượng để cho mọi người nhìn ngắm, chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Và Tâm cũng đã đến để tham quan các cái gian hàng, tìm hiểu văn hóa vùng miền đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng Lai Châu. Và điều đặc biệt là Tâm còn được các đài truyền hình mời phỏng vấn nữa, cho nên cảm thấy rất là vui. Sau thời gian đại dịch xảy ra thì hôm nay thì tôi mới thực sự thấy một sự đổi mới, cái không khí thay da đổi thịt và một cái hình ảnh thành phố đứng dậy sau thời gian đại dịch. Ngày hôm nay thì đi ra đây thì tôi thấy rất là ngạc nhiên và rất là vui mừng vì thành phố đổi mới, cũng như là rất nhiều gian hàng, nhiều chương trình đặc sắc trong ngày buổi tối ngày hôm nay, làm cho tôi rất là vui và phấn khởi. Những hoạt động trên đường phố rất là sôi nổi, những đội kèn của các cháu thanh thiếu niên biểu diễn trên đường phố làm cho không khí rất là náo nhiệt, vui tươi. Rất nhiều người đang quay phim chụp ảnh lại những khoảnh khắc đặc biệt này và đi theo đôi kèn của các cháu để cùng hòa mình vào trong cái niềm vui của thành phố. Những hoạt động như là múa lân sư rồng cũng rất được nhiều người dân thích thú và cùng xem. Bên cạnh đó còn có rất nhiều phần hay như là nhảy hiện đại, nhảy hip hop, và có một nhóm nhảy đang chuẩn bị biểu diễn, trong đó có con trai của Tâm. Mời tất cả mọi người cùng xem tiết mục này nha. Người đứng đầu tiên là con trai của Tâm. Mời các bạn cùng xem những tiết mục đặc sắc của các cháu biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hey!
đây là trong hai tiết mục biểu diễn nhóm múa và có sự tham gia của con trai của Tâm. Cũng như là các tiết mục biểu diễn võ thuật trên nền nhạc các em trong đội võ thuật Taekwondo. Cũng như là biểu diễn môn võ thuật Wushu. Rất hay phải không các bạn? Và đây là các cô gái người dân tộc trong trang phục rất là đẹp, những cô gái vùng cao ở Lai Châu đang chuẩn bị lên sân khấu để biểu diễn, đang biểu diễn trên sân khấu với những điệu nhạc, điệu múa mang nét đặc trưng của vùng miền. Những điệu nhảy, điệu múa được kết hợp với nhau hết sức là ăn ý, tạo nên một cái màu sắc rất là phong phú và một cái nét riêng biệt của người dân miền núi Lai Châu, dân tộc anh em. Và người dân thành phố trong dịp này cũng đã được tận mắt chứng kiến và nhìn ngắm được những cái điều mà có thể là có nhiều người vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Và rất vui là Tâm cũng đã quay lại được những thước phim này để gửi đến tất cả quý vị cùng xem, để chúng ta cùng hòa bình vào những nét văn hóa rất là riêng của đồng bào dân tộc anh em vùng cao Tây Bắc. Tôi luôn chào mừng tất cả mọi người hãy đến với thành phố Hồ Chí Minh.
Và đây là một sân khấu mà hàng đêm luân phiên biểu diễn nhiều thể loại âm nhạc cho mọi người cùng xem, như là đàn ca tài tử cải lương, nhạc dân tộc, nhạc trẻ, vân vân, để cho mọi người cùng thưởng thức. Và trong cái thời lượng ngắn có hạn của video, Tâm cũng đã gửi đến tất cả mọi người những cái đoạn video, những tiết mục hay để cho mọi người cùng xem. Cảm ơn tất cả mọi người cũng đã xem hết video này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Các bạn nhớ subscribe, like và share cho Tâm nha. Nhớ đăng ký ủng hộ để Tâm sẽ ra nhiều video nữa, những chương trình hay Tâm sẽ quay lại để mà up lên YouTube cho mọi người cùng xem. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.